một chiếc nút đặc biệt của Virtu, đặc quyền chỉ dành cho những người giàu. Nút được mệnh danh là Ruby Key, màu hồng ngọc nằm bên thân máy của một số dòng Virtu đình đám như dòng Signature và Aster. Nút này không chỉ đặc biệt vì chất liệu sang trọng, mà siêu phẩm này còn là dịch vụ hỗ trợ độc nhất vô nhị mà chỉ ai sở hữu Virtu mới có được. Tác dụng chính của Ruby Key nằm ở dịch vụ độc quyền Virtu Concierge và Virtu Life. Nằm gọn gàng ở vị trí cực tiện lợi trên cạnh bên của máy, chỉ cần bấm nhẹ, bạn sẽ ngay lập tức được kết nối với đội ngũ hỗ trợ riêng ngày 24 tháng 7 của Virtu. Nghe đồn đội ngũ này tinh thông kiến thức trên trời dưới đất, thầm cung bí sử và có mặt ở khắp mọi nơi. Bất cứ khi nào cần, dù ở đâu, thông qua phím Ruby này đều có thể đề đạt yêu cầu, mong muốn trong thời gian ngắn nhất. Chiếc phím Ruby này chính là người trợ lý mà chỉ có người giàu mới sở hữu được.